Ông đâu mà bây giờ con để quý khách đợi lâu thì bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển vào ngôi nhà của những bạn chuột túi hay còn gọi là kangaroo phía bên tay phải của anh chị đó, bên tay phải nha. Where? They're hiding. So bad there. Dạ, yeah, mấy bạn này đang ngồi ở phía bên trong đó nè. Đang nằm ở bên trong, đang nghỉ ngơi. Mình đợi chiếc xe tay chúng ta di chuyển lên rồi mình sẽ quan sát nè. Look, this one. Such a bad one. Phía bên tay phải nè, chỗ sau cái cây này nè, chúng ta sẽ quan sát được cái bạn túi nè. Và các bạn này được xem như là biểu tượng của nước Úc ạ. Đây, các bạn đang nằm nghỉ ngơi nè. Này mình quan sát nha, những bài chụp túi cá thì mình có túi này đợt con nè, những bài chụp túi đợt thì sẽ không có nha. Và các bạn này mang thai từ 21 đến 38 ngày, sau đó con non sẽ sinh ra và con là con túi đã khoảng 8 tháng nè. Rồi để thuận tiện cho việc quan sát thì bây giờ chúng mình sẽ đi hướng bên tay phải của anh chị trước nha, sau đó mình sẽ vòng lại bên tay trái sau ạ. Tiếp theo bên tay phải đây là mặt. Bạn này thì có tập sừng rất là sắc nhọn, có thể dài đến 1 mét khi trưởng thành và thích hoạt động vào lúc sáng sớm cũng như là chiều tối ạ. Bữa trưa nắng nóng thì các bạn ấy thường hay nằm nghỉ ngơi. Và tại khu vực này thì chúng ta sẽ quan sát được một bạn con nhỏ khoảng 1 tuần tuổi được sinh ra tại khu vực này đấy ạ. Trời, khu vực tiếp theo ạ, đây là ngôi nhà của những bạn linh dương sừng mát. Bạn này thì có cặp sừng cong về phía sau rất là đẹp. Ở ngoài tự nhiên á, thì bạn này đã bị tuyệt chủng rồi, chỉ có trong những khu bảo tồn thôi. Và bộ da bạn này rất là đặc biệt, được ví như là bộ máy điều hòa, có thể làm mát vào mùa hè cũng như là sưởi ấm vào mùa đông đấy ạ. Và bạn này thì mang thai khoảng 9 tháng, thức ăn chủ yếu là cỏ. Và thận của bạn này được cấu tạo rất là đặc biệt, nên có thể nhìn khác 9 đến 10 ngày mà không cần uống nước ạ. À, bây giờ chúng ta hướng mắt sang bên tay trái một chút nha. Dạ, mình sẽ quan sát một số bạn ngựa vàng và linh dương Đông Phi ạ. Linh dương Đông Phi là một trong những loài linh dương to lớn nhất trong họ nhà linh dương. Và trên thế giới thì có khoảng 90 loài linh dương ạ. Và phía bên tay phải tiếp theo nè, đây là ngôi nhà của bạn Hư Sao. Bạn này thì sẽ có bộ lông màu vàng với những đốm trắng trên cơ thể ạ. Và bạn đực thì sẽ có sừng, còn bạn cái thì sẽ không có sừng. Sừng non mới nhố thì được gọi là lộc nhung hay còn gọi là nhung hư ạ. Và sừng này thì mỗi năm sẽ mọc một lần vào mùa hè. Và các bạn ngôi sao thì rất là đa tài đó ạ. Có thể bơi rất là giỏi và nhảy rất là cao. Có thể nhảy cao 1m7 khi bị tấn công đấy ạ. Rồi mình lên mắt sang bên tay trái một chút nha. Chúng ta sẽ quan sát một số bạn hồng hạc ạ, cùng với những bạn thiên nga đen và vịt trời Tanona. Và phía bên tay trái tiếp theo ạ, chúng ta sẽ đến với khu vực của những bạn đà điểu cùng với những bạn hươu cao cổ và linh dương sùng xoắn nha. Đà điểu thì bằng trống sẽ có bộ lông màu đen, còn bằng mái thì sẽ có bộ lông màu xám ạ. Đà điểu thì được mệnh danh là loài chim to lớn nhất thế giới nhưng mà không hề biết bay. Và trái ngược với thân hình to lớn ấy thì cái não bằng này rất là nhỏ, cái bằng không đậu kìa. Chính vì vậy bạn ấy rất là ngơ ngác và hiếu kỳ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến khu vực của những bạn được mệnh danh là lính cứu hỏa của rừng xanh nha. Các bạn nhỏ biết bạn này là bạn gì không? Dạ đúng rồi, bạn này là tê giác ạ. Đây là tê giác trắng. À, hiện tại thì những bạn tê giác trắng ở Bắc Phi thì mới bị tuyệt chủng nha. Còn đây là tê giác Nam Phi ạ. Và các bạn tê giác này thì khoảng 8 đến 10 tuổi thôi ạ. Nhưng mà trọng lượng hiện tại là khoảng 2 tấn rồi. Và mỗi ngày một bạn có thể tiêu thụ khoảng 100kg thực phẩm ạ. Ăn rất là nhiều. Bởi vì bạn này thì được xem như là loài động vật to lớn thứ hai trên cảng đấy ạ. Rồi một lần nữa chúng ta sẽ quan sát những bạn hươu cao cổ nha. Tại đây thì mình sẽ quan sát bạn nào có cái làn da mà đậm màu hơn ấy thì bạn hươu cao cổ đã lớn tuổi hơn à. Này nghe bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với khu vực chim nước nha. Ở bên này ạ, chúng ta sẽ quan sát một số bạn thiên nga mình trắng cổ đen à. Và bạn này thì là riêng biệt ạ.
không phải là sợi dâu phối chéo giữa con trắng và con đen. Do you want to pet them? Yeah. I want to pet them too. Thế thôi, đi xem mà đồ nào trong nhà thì chưa đi. Mà tại đây nếu anh chị mình quan sát kỹ á, thì mình sẽ thấy cái bạn mà chim nướng này này, khi mà nghỉ ngơi á, bạn ấy sẽ đứng một chân thôi, cổ thì ngã về phía sau. Làm như vậy để tiết kiệm năng nhiệt cũng như là bảo tồn năng lượng ạ. Này mình quan sát các bạn bị chơi Tadona này này, bạn ấy sẽ đứng một chân nghỉ khi nghỉ ngơi nên như vậy đấy. 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 Đấy, bạn nào đang đứng một chân luôn nè, rất là siêu đúng không ạ? Dạ, những bạn này có thể bơi đi được đi ạ. Dạ, bởi vì ở đây thì thức ăn rất là đảm bảo, dồi dào á, và sống theo chế độ bầy đàn nữa, nên có bay đi thì cũng vẫn bay về đi ạ. Đây, ở phía trước mũi tàu thì chúng ta sẽ quan sát một số loài hồng hạc nha. Bạn này rất là dễ thương luôn. Đây là Winter Flamingo ạ. Bạn này là loài hồng hạc, lớn nhất trong 6 loài hồng hạc. Và bạn này sẽ có bộ lông màu trắng với đôi cánh màu hồng đấy ạ. Rất là dễ thương đúng không ạ? So cute. Look at the pot. Yeah. Này, đây là tiên nga đen này. Bạn này khi nghỉ ngơi cũng sẽ đứng một chân như vậy đây. Mm. So they don't take us here. There are two alone. Ở phía trên này thì sẽ có thêm một loài tiên nga trắng nữa. Tổng cộng trong này thì có 3 loài tiên nga đấy ạ. Này, thêm 2 bạn hồng hạc nữa đây. They don't take us there. Look at the ostrich, such big legs. Mm. Rồi một lần nữa chúng ta sẽ quan sát bên tay phải của anh, bên tay trái của anh chị nha. So big there. Look at the ostrich, his feels hot. Look at the ears, so big ears. Đây là linh dương sừng xoắn ạ, đây là bạn cái này, bạn này sẽ không có sừng. Like funnels. Còn phía bên trong đó là cò lậu hay còn gọi là giang sen nè. Oh, that one is so dangerous, the white one. Want to fight. Rồi bây giờ bên tay phải của anh chị nha, chúng ta sẽ quan sát một số bạn ngựa vàng ạ. À, đây là lạc đà nhé, xin lỗi. Đây là lạc đà. Bạn này là lạc đà một bướu ạ. Bạn này thì phân bố giữa Bắc Phi cũng như là Tây Á. Và có một khả năng rất là đặc biệt, đó chính là có thể uống 100 lít nước trong vòng 10 phút đấy ạ. Can drink 100. Can drink what? Mình hướng mắt sang bên tay trái một chút nha. Chúng ta sẽ tìm hiểu về một số bạn người vàng. Mình quan sát một số bạn người vàng đang đứng im như một bức tường đúng không ạ? Đó chính là lúc bạn ấy đang ngủ đó. Khi ngủ thì sẽ đứng im như một bức tường vậy. Và sẽ đứng cạnh nhau. Và mắt sẽ mở ra và không hề nhúc nhích luôn. Đang ngủ bên kia kìa. Dạ. Để ngụy trang á, sợ ngoài tự nhiên là sư tử và báo tấn công á, nên bạn này sẽ ngụy trang như vậy. Dạ, một số bạn con non á thì sẽ nằm. Tại vì trong này rất là an toàn nên bạn này sẽ mới nằm lại, chứ còn ngồi tự nhiên thì không có dám nằm lại. Dạ, rồi bây giờ thì chúng